Loài quỷ này khinh suy sợ thạnh, gặp người dương khí thạnh thì chúng trốn đi, nếu gặp người dương khí suy thì chúng hại người. Quỷ yểm mị, chuyên ở trong mộng hại người, làm cho người khiếp sợ vạn phần mà thân thể không động đậy. Loài quỷ này chuyên môn hại thân thể bệnh nhân suy nhược. Quỷ mị, thứ quỷ này lợi hại vô cùng, gặp loài vật thì biến thành hình, làm hồ ly tinh hoặc làm lăng sói hoặc làm mãng xà truyền môn trộm tinh khí của người để bổ thân mình. Nếu đối tượng là người nam thì chúng biến thành người nữ. Nếu đối tượng là người nữ thì chúng biến thành người nam. Tóm lại chúng dùng sắc đẹp để dẫn dụ kẻ khác là mất đi đồng thể. Cho nên chúng ta là người tu đạo phải luôn luôn đặc biệt chú ý cẩn thận. Đừng để bị hại mà mất đạo nghiệp. Vị kêu bản trà vương thứ nhất tên là Tăng Trưởng vì vị này là một trong bốn vị thiên vương. Nam thiên vương tăng trưởng quản lý kiêu bàn trà và quỷ yểm mị. Hai loài quỷ này là bạn tốt với nhau, dựa vào nhau làm bậy, hợp tác với nhau, chuyên làm việc ác. Vị thiên vương này khiến cho chúng tăng trưởng căn lành, cho nên được tên này. Vị kiêu bàn trà vương thứ hai tên là Long Chủ, vì vị này thủ lãnh trong loài rồng, cho nên được tên này vị kiêu bàn trà vương thứ ba tên là thiện trang nghiêm tràng vì vị, vị này khéo trang nghiêm tràng bóng cho nên được tên này vị kiêu bàn trà vương thứ tư tên là phổ nhiêu ích hành vì vị, vị này nhiêu ích khắp hết thảy chúng sinh cho nên được tên này vị kiêu bàn trà vương thứ năm tên là thâm khả bố ý vì tướng mặt của vị này rất xấu ác không những người thấy vị này sinh tâm sợ sệt mà quỷ thấy vị này cũng sợ hãi vô cùng cho nên được tên này vị kêu bàn trà vương thứ sáu tên là mỹ mục đan nghiêm vì mắt của vị này rất mỹ lệ và trong sáng tướng mạo của vị này rất đoan tránh và trang nghiêm cho nên được tên này vị kêu bàn trà vương thứ bảy tên là cao phong huệ vì trí huệ của vị này rất cao giống như đỉnh núi cao cho nên được tên này vị kêu bàn trà vương thứ tám tên là dũng kiện tý vì sức mạnh cánh tay của vị này rất khỏe và cứng chắc, dũng mãnh thiện tráng do đó chẳng sợ bất cứ vũ khí gì, cho nên được tên này. Vị kiêu bàn trà vương thứ 9 tên là vô biên tịnh hoa nhãn. Vì mắt của vị này thanh tịnh như hoa, chẳng có trần cấu, lại có thể phóng vô lượng quang minh, cho nên được tên này. Vị kiêu bàn trà vương thứ 10 tên là quảng đại thiên diện A-tu-la-nhãn. À Vì bộ mặt của vị này rất lớn mắt là nộ mục, chọn mắt như mắt của Atula, rất đáng sợ, giống như nổi sân hận, cho nên được tên này.